chị yêu tôi mà cứ kêu chồng gì nè. Sao chị không mẹ quần áo cho em? Hả? Giận. Mẹ có camera. Ta sẽ nắm tay và đi hết đường đường. Xin ơn. Cảm ơn yeah. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha. Ủa có chị đâu nhớ. Vậy là được rồi. Mớm đừng giỡn nữa nha. Dạ, sợ lắm rồi. Sợ muốn chết. Chương nhắm á. Chương nhất cuộc đời luôn. Thiệt không? Thiệt. Yêu em à? Lại khác. Nên lại khác. Nói nhỏ bên em nghe.